Wow, hóa ra đây là 7 loại hoa giúp cho gia chủ giữ vượng khí, hút tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà. Vâng, xin để mến chào quý vị và anh chị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong phong thủy nhà ở thì hoa là một ý niệm tuyệt đẹp, thể hiện sự đại cát, đại lợi, bình an, hạnh phúc và may mắn đối với gia chủ cũng như là các thành viên trong gia đình. Từ thời xa xưa thì thuật phong thủy đã sử dụng các loại hoa với ý nghĩa bổ trợ nguồn khí tốt cho ngôi nhà. Khi xét đến việc trang trí hoa theo phong thủy, bạn cần phải chú ý đến loài hoa, màu sắc và số lượng cũng như là cân nhắc kỹ càng xem là loài hoa đó có phù hợp với tuổi và mệnh của mình hay không. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về 7 loại hoa tốt mang lại nhiều hồng phúc. Và các gia chủ hãy cân nhắc để lựa chọn một trong những loài hoa này để trưng bày trong ngôi nhà của mình để giúp cho mình may mắn, an yên hơn quý vị nhé. Và 7 loài hoa đó là loài hoa nào mà lại có tác dụng phong thủy tốt đến như vậy? Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. 7 loài hoa thường được dùng trong phong thủy. 1. Hoa hồng vàng. Hoa hồng vàng được trồng rộng rãi trong tự nhiên vào khoảng thế kỷ thứ 18 tại vùng Trung Đông. Tuy nhiên, hoa hồng vàng thật ra đã xuất hiện trong quá trình canh tác, chúng là biến thể của hoa hồng và trắng. Kể từ khi hoa hồng vàng lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng, mức độ phổ biến của chúng đã tăng rất nhanh. Cũng trong khoảng thời gian này, kỹ thuật lai tạo giống cũng đang được cải tiến. Một trong những ưu điểm của hoa hồng chính là hương thơm ngọt ngào, nhưng có nét nổi bật là những hoa hồng vàng đầu tiên lại không có mùi hương. Ngược lại, còn có một mùi rất khó chịu. Tuy nhiên, nhờ vào kỹ thuật lai giống ngày càng được nâng cao, giúp cho ngày càng nhiều loài hoa hồng có thể tỏa hương thơm dễ chịu. Trong lịch sử, màu vàng có mối quan hệ mật thiết với mặt trời và cũng chính là nguồn ánh sáng và năng lượng. Mặt trời là nguồn sống cho trái đất. Hình ảnh mặt trời và màu vàng giữ vai trò quan trọng trong nhiều nền văn hóa. Những quốc gia nằm ở phía đông, màu vàng tượng trưng cho sự vui tươi, thông thái và sức mạnh. Tuy nhiên, ở châu Âu vào thời điểm giới thiệu hoa hồng vàng lại mang ý nghĩa tiêu cực. Vì vậy, trong thời gian dài, hoa hồng vàng biểu hiện cho sự ghen tị và tình yêu lụi tàn. Thời gian qua đi, hồng vàng lại mang thêm những ý nghĩa mới từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Ngày nay, hoa hồng vàng lại tượng trưng cho sự hân hoan và tình bạn. Một bó hoa hồng vàng mang đến sự ấm áp và hạnh phúc. Trái ngược với ý nghĩa lãng mạn của các loài hoa khác, hồng vàng chỉ mang ý nghĩa tình bạn mà thôi. Hồng vàng chính là món quà lý tưởng để giúp ai đó đang buồn thấy vui lên và lấy lại tinh thần. 2. Hoa mẫu đơn. Ở nước ngoài, tất cả thường cho rằng một đám cưới hạnh phúc luôn đi kèm với hoa mẫu đơn. Đó là lý do tại sao những bó hoa mẫu đơn thường được dùng làm hoa cưới. Trong ngôn ngữ loài hoa phương Tây, hoa mẫu đơn biểu trưng cho sự e lệ, thẹn thùng, cho lòng trắc ẩn. Ở Trung Quốc, mẫu đơn thường được biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và sắc đẹp. Xa xưa thì chỉ có giới quý tộc tại Trung Quốc mới được sở hữu loài hoa sang trọng này. Loài hoa này sử dụng trong phong thủy với ước mong đem đến sự lãng mạn lứa đôi và xua tan mọi bất hòa trong tình yêu. Bạn có thể sử dụng một vài bông mẫu đơn màu hồng để phát huy tác dụng mạnh nhất. 3. Hoa sen. Hoa sen từ trước đến nay luôn là nguồn cảm hứng bất diệt cho thi ca và nghệ thuật của người dân phương Đông. Hoa sen chính là biểu tượng cho sự hoàn hảo đến tuyệt đối và cho sự lãng quên đi quá khứ. Hoa sen mọc trong bùn nhưng vươn lên khỏi nó để hướng tới ánh sáng mặt trời, thế nên thường được biểu tượng cho sự thanh khiết, không bị vấy bẩn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính nhờ vẻ đẹp tinh khiết cùng với hương thơm ngát không vướng bùn, hôi tanh của hoa sen mà loài hoa này rất được ưa dùng trong phong thủy. Theo Đông y, tất cả những thành phần của sen từ rễ đến cánh hoa đều có tác dụng chữa bệnh. Do đó, phong thủy sử dụng sen với ý nghĩa mang đến cho gia chủ sức khỏe dồi dào, lành mạnh, không bị bệnh tật và tạo sự hài hòa sang trọng cho ngôi nhà. 4. Hoa hướng dương. Không phải loài hoa nào cũng có thể nâng tâm hồn bạn lên như hoa hướng dương, vui vẻ, tươi và rực rỡ. Hướng dương là món quà nóng ấm và đầy yêu thương. Hoa hướng dương có nhiều loài khác biệt nhau từ kích thước, màu sắc, từ vàng ánh sáng ban mai đến đỏ hoàng hôn. Hoa hướng dương là loài hoa đầu tiên được canh tác như là nguồn thực phẩm tại châu Mỹ 1.000 năm trước công nguyên. Hình ảnh hoa hướng dương được sử dụng như là biểu tượng tôn giáo, được ghi lại trong các nền văn minh. Với sự khám phá những vùng đất mới của con người, hướng dương đã được phát tán đi khắp nơi trên thế giới. Những họa sĩ theo trường phái Ấn Tượng rất thích vẻ lộng lẫy của hoa hướng dương. Ngày nay hướng dương còn được dùng lấy hạt và dầu. Ngoài ý nghĩa mặt trời, từ chính tên của loài hoa này,
loài hoa này còn xuất hiện trong các bức ảnh với cành hoa cao, bông hoa rực rỡ hướng thẳng đến mặt trời. Chính vì đặc tính của loài hoa này luôn hướng về ánh sáng, nó biểu trưng cho lòng trung thành và bất biến. Với vẻ đẹp rực rỡ, hoa hướng dương mang ý nghĩa chúc mừng cũng như chúc sức khỏe. 5. Hoa thủy tiên. Đây là loài hoa có màu vàng hoặc là màu trắng rực rỡ. Nó là biểu tượng cho một tình yêu không được đáp lại. Nó cũng biểu trưng cho sự hư ảo và lòng tự trọng. Nếu bạn đang gặp phải những rắc rối liên quan đến công việc, sự nghiệp thì hãy đặt bên cạnh mình một bình hoa thủy tiên trắng tinh khiết. Loài hoa này vốn được phong thủy sử dụng nhằm mang đến nguồn năng lượng bổ trợ cho tài năng, nghề nghiệp, sự chuyên nghiệp và làm khơi dậy tiềm năng bẩm sinh của con người. Ngoài ra, thủy tiên còn là liều thuốc tự nhiên thúc đẩy sự sáng tạo ở con người và giúp ta có thể giải quyết được những vấn đề hóc búa trong công việc hàng ngày. So với thủy tiên vàng thì thủy tiên trắng có nhiều tác dụng và được sử dụng nhiều hơn. 6. Hoa cúc. Trong phong thủy, hoa cúc biểu trưng cho một cuộc sống thanh bình, cân bằng với sắc màu của ánh sáng mặt trời chói chang. Hoa cúc mang trong mình nguồn năng lượng dương mạnh mẽ, vì thế nó thường được sử dụng để thu hút sự may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Hoa cúc được bao quanh bởi rất nhiều câu chuyện. Hầu hết trong số đó đều nói hoa cúc tượng trưng cho niềm vui, sự hoàn hảo và tinh thần lạc quan. Hoa cúc là quốc hoa của Chicago, là loài hoa đại diện cho người sinh tháng 11 và là loài hoa kỷ niệm cho 13 năm ngày cưới. Ở Nhật, còn vinh danh hoa cúc mỗi năm tại lễ hạnh phúc. Người Nhật tin rằng nếu bạn đặt một cánh hoa cúc đơn dưới ly rượu thì nó sẽ đem lại cho bạn một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và lạc quan. 7. Hoa phong lan. Loài hoa mang vẻ đẹp kiều diễm cùng với hương thơm vô cùng sang trọng và quý phái này từ lâu vốn đã là biểu tượng phong thủy cổ điển của sự sinh sôi nảy nở. Ở phong lan, con người luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dạt dào của tự nhiên, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự hoàn hảo, trọn đầy nét phong thủy, đa dạng, hoàn hảo trong từng loài phong lan. Mùi hương tinh khiết cùng với vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho loài hoa này đã giúp cho ngôi nhà của bạn sang trọng hơn. Mỗi màu hoa phong lan lại tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau. Hoa phong lan màu xanh biểu tượng cho tâm linh và thiền định. Hoa phong lan trắng đại diện cho sự ngây thơ, vẻ đẹp sang trọng. Hoa phong lan màu hồng lại tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và sự thuần khiết. Đây cũng là loài hoa hay được tặng trong lễ kỷ niệm ngày cưới. Hoa phong lan vàng đại diện cho tình bằng hữu và sự khởi đầu mới. Loài hoa này hay được tặng giữa những người bạn thân với nhau. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây thì bên cạnh trồng hoa thì việc trồng cây để nâng cao phong thủy được nhiều người đặc biệt quan tâm. Nhưng đa số người mua thường không quá am hiểu về vấn đề này mà chỉ chọn những cây có tên hay, có hình thức đẹp hoặc là mua theo sự tư vấn của người bán. Điều này đã gây ra vô số hệ lụy khôn lường bởi có những loài cây tuy rất đẹp nhưng có thể gây chết người nếu như ta vô tình chạm phải. Quý vị hãy theo dõi tiếp video ngày hôm nay để chúng ta có thể nắm được và tránh xa tuyệt đối, không rước những loại cây này về nhà kẻo có hại cho gia đình quý vị nhé. 9 loài cây đẹp nhưng có độc dược chết người tuyệt đối không nên trồng trong nhà. 1. Cây thiên điều. Cây thiên điều khá là dễ trồng, thường được ưu tiên trồng ở trước hiên nhà hoặc ngoài ban công. Cây nở hoa với màu sắc và hình dáng khá bắt mắt, vì thế chúng dễ gây sự thu hút và tính hiếu động tò mò của trẻ con. Nếu ăn phải loài hoa này hoặc hạt của cây thiên điều có thể gây ngộ độc đường ruột, các triệu chứng có thể xảy ra đó là buồn nôn, tiêu chảy và chóng mặt. Cây nở hoa rất đẹp và cũng thường được ưa chuộng trồng làm cảnh trong nhà. Cây có đặc thù đó là chứa nhựa, nhựa mủ cây này gây bỏng rát khi tiếp xúc. Ở những vị trí trẻ hay vui chơi nô đùa thì chúng ta không nên đặt cây, tránh ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ con. 2. Cây cúc trắng. Người ta tin rằng loài cây này là thủ phạm gây ra cái chết của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Đây là một loài thực vật mọc nhiều ở những khu rừng ở phía Đông và Nam Mỹ. Cúc trắng là loài thân cỏ và lá có răng cưa. Hoa màu trắng chứa một chất độc cực mạnh, đó là chimeton. Chất độc này thậm chí có thể đầu độc gián tiếp con người thông qua tình trạng ngộ độc sữa. Những người ăn phải thịt và sữa của những con bò đã ăn nhầm phải loài cây này sẽ mắc phải biếng ăn, cơ thể suy yếu, cơ cứng, nôn mửa, bụng trướng, táo bón, hôn mê và dẫn tới chết người. Cây bông hồng. Cây bông hồng là loài thực vật có hoa to, đẹp và mọc rất nhiều ven đường ở khắp nơi thuộc các tỉnh miền Trung. Nhựa mủ của cây có thể gây độc cực mạnh như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Và nếu liều cao, có thể gây ra các triệu chứng gây sốt, nổi ban khắp người và nếu mà người có sức khỏe yếu, sẽ gây ép tim, ngủ lịm và khó thở. Tuy có độc tính cao, nhưng đây cũng là cây thuốc có thể dùng chữa bệnh kiết lỵ nhẹ, đắp trị viêm khớp và đắp lên các ghẻ mụn, các vết loét lậu răng mai. Trộn với mật ong dùng để đắp lên các mụn loét trong miệng. 4. Cây vạn niên thanh.
Theo nghiên cứu, có hai loại độc tố trong tất cả các bộ phận của cây vạn niên thanh khi tiếp xúc với làn da trẻ em có thể gây bỏng rát. Nghiêm trọng hơn, trẻ em ăn phải lá cây vạn niên thanh, tức là bộ phận chứa độc tố nhiều nhất, có thể bị nôn mửa, co giật. Lưu ý, khi trẻ vô tình nhai hoặc nuốt phải lá cây chứa độc tố, cha mẹ cần phải pha nước muối theo tỷ lệ 2 muỗng canh muối và 1 ly nước ấm cho trẻ uống. Kế tiếp, dùng tay móc họng nhắc nhở trẻ cố gắng nôn ra. Sau khi sơ cứu, nên đưa trẻ đến bệnh viện để kịp thời xử lý. 5. Cây lan ý. Cây lan ý cũng khá dễ trồng, có nghĩa là về mặt phong thủy cũng có thể hút được chất độc trong không khí. Đó cũng là lý do loài cây này được trồng phổ biến trong nhà. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý tránh xa tầm tay của trẻ vì lá của cây này có chứa chất độc đường ruột gây ói mửa, bỏng rát bề mặt. Cây lan ý dễ sống, dễ chăm sóc và có vẻ đẹp mềm mại, giúp cho không gian trở nên cuốn hút và tinh tế hơn. Tuy nhiên, nếu ưa thích loại cây này, bạn cũng cố gắng trồng ở vị trí xa tầm với trẻ con, bởi nếu ăn lá của cây này chứa chất độc tương tự như là cây kim tiền, có thể khiến cho trẻ bị tiêu chảy, bỏng rát niêm mạc miệng, gây đau và buồn nôn. 6. Cây trúc đào. Có loài cây chỉ cần đứng cạnh cũng có thể khiến cho bạn mất mạng như chơi. Đó là cây trúc đào. Tên khoa học của nó nghĩa là kẻ giết người. Đây cũng được coi là một trong những loại cây độc nhất thế giới. Toàn bộ các bộ phận của cây trúc đào đều chứa nhiều chất độc khác nhau, có độc tính cực cao. Người ta cho rằng chỉ cần bạn ăn phải từ 10 đến 20 lá trúc đào thì một người lớn cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng và chỉ cần một chiếc lá cũng có thể gây tử vong ở trẻ em. Khi chúng độc, ngay lập tức độc tố ảnh hưởng đến tim mạch và hệ tiêu hóa, khiến cho nạn nhân tiêu chảy ra máu, nôn mửa, nước chảy rãi, tim mạch bất thường và cuối cùng là bỏ mạng. 7. Chuỗi ngọc bi. Cây chuỗi ngọc bi hoặc là sen đá chuỗi ngọc là một loại thực vật mọng nước được ưa chuộng trồng trang trí ở bàn ăn, bàn trà hay ban công. Cây có chứa chất hại cho cơ thể của con người, nếu vô tình ăn phải sẽ gây mệt mỏi, tiêu chảy, thậm chí gây khó thở, điều tiết nhịp tim vô cùng khó khăn và có thể gây ngạt thở, nguy hiểm đến tính mạng. 8. Cây linh lan. Cây linh lan được tìm thấy đầu tiên ở khắp các cánh rừng ở Bắc Âu và Mỹ. Nhiều người bị vẻ đẹp lung linh của loài cây thần chết này đánh lừa. Tất cả các bộ phận của linh lan đều chứa độc. Khi chúng độc, nạn nhân sẽ có triệu chứng nhức đầu dữ dội, buồn nôn, nôn mửa, nhịp tim chậm đáng kể và đi tiểu quá nhiều lần. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, nạn nhân sẽ có thể tử vong nhanh chóng. 9. Cây mã tiền với hình dạng rất giống quả cam. Quả mã tiền là một quả chứa chất độc dược cực mạnh. Hạt của chúng chứa nhiều chất độc và có khả năng gây co cóp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp, gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Người ta thường dùng quả mã tiền để diệt chuột. Tuy nhiên, chúng cũng từng gây nên nhiều vụ ngộ độc chết người do dùng mã tiền ngâm rượu. Thưa quý vị, hy vọng những điều mà Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ trên đây thì sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều kiến thức bổ ích và quyết định đúng đắn hơn trước khi mà muốn trồng một loài cây nào đó trong nhà của mình, tránh vấp phải những lựa chọn sai lầm gây ra hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy bấm like video này, đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.